Ok nha, xin mời các bạn cùng theo dõi trận đấu đôi nam giữa cuộc đối đầu giữa Hồ Chí Minh gặp Hải Phòng nha. Trong trang phục áo đen quần đen là tập đội Bảo Minh Bảo Đức của Hồ Chí Minh, và phía xa này trong trang phục áo trắng quần đen là tập đôi Minh Phúc A Thanh Huy của Hải Phòng. Và như vậy một pha giao cầu dài. Ok nha, đây là giải câu lông đồng đội toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Hay ghế nhỉ. Vâng, một pha rất tiếc để cầu đi ra ngoài đường tay Vân Thanh nhá. Ok nha anh em, hãy cho mình một tấm này mình chào mọi người nhá. Cái này thì đặc biệt khỏe. Vâng, hay quá. Mình không đập khỏe quá. 2-3 cho Hải Phòng. Ok nha anh em, hãy chia sẻ lại chi tiết mình nhá. Ba Thanh Huy giao cầu. Đồng pha chém cầu không qua lưới của Vũ Minh Phúc. Đổi giao cầu 4-2 cho Hồ Chí Minh. Bằng một pha bắt tốc đột lỗi của A Thanh Huy. 5-2. Rất khỏe à. Còn rất tốt đến từ tập đôi của Hải Phòng. Chào Thu Thảo nhô. Đội giao cầu 35. Trang trung mi squat nha. Nổ ác như vậy. Vâng, người bạn mình đã không còn rồi. 6-3. Vâng, hay. Và cầu rất đẹp trai của Bảo Đức không qua cửa. Xin chào Đạt nha. Hay quá nhỉ. Giờ như vậy là cầu trong sân và cầu rất hay. Chào Vi Thùy Linh nha. 47 cho Hải Phòng. Hello, ok, xin chào anh Thủ Tâm nhá. À, như vậy là cầu trong sân 5-7 cho Hải Phòng. Hello tất cả anh em nhá, anh em hãy comment để mình chào mọi người nhá. Đây là pha đặt cầu không tốt của A Thanh Huy. Đổi giao cầu 8-5 cho Hồ Chí Minh. Và như vậy là một pha giao cầu nữ của Hồ Chí Minh 6-8. Và đặt cầu rất mạnh của Bảo Minh. Điểm 9-6. Em có đánh không? Em không nhìn chị ơi. Em đánh thì vô địch luôn, em đánh chị. Giải ban tổ chức không đánh nha, thì đánh có mặt. Đông một qua thì cầu đi ra ngoài của A Thanh Huy. Mười bảy cho Hồ Chí Minh, cha bình với tài nha. Hay thế nhỉ. Vậy quả nữa rồi. Trên sân số 1, trận thi đấu đồng đội nam quân đội gặp Công an Nhân dân, trận đôi thứ nhất Đức Phát Hoàng Hải thi đấu quân đội Quốc Việt Duy Nam là thi đấu Công an Nhân dân. Điều hành trận đấu đội tài chính kế toán và đầu cầu Trọng Hiệu. Trên sân số 3, trận thi đấu đồng đội nam quân đội Công an Nhân dân, trận đôi thứ hai Kim Hợp Anh Tú là thi đấu quân đội Văn Tịnh Quốc Học là thi đấu Công an Nhân dân.
tiếc là cậu đi ra ngoài. Chào Thảo, Discord, chào Minh Minh nhá. Em đi đâu hết rồi nhỉ? Vâng, và cậu nữ của anh Minh Minh. Có vẻ như cả đôi ấy từ Hải Phòng đấy, chưa bỏ tay gì lắm. 13-8 rồi. Rất tiếc là còn con đấy. Chào Duy Hoàng, chào đẹp trai nhá. Cầu thủ. Có vẻ như là tập đôi cuối cùng cũng biết ăn cỏ ta nhỉnh hơn được rồi ạ. 15-10 rồi. Còn 16-10 cho Hồ Chí Minh. Đã đánh hay còn đổ à? Em chào anh nhé. Em... ok, cảm ơn Duy Hoàng nha. Em Duy Hoàng này. Chúc vui vẻ nha. Thứ hai, và trở thành những thứ hai trên Facebook. Ở bên cạnh thì đang là trận thi đấu giữa quân đội và công an nhân dân, giữa Hoàng Hải, Đức Phát và Duy Nam và Quốc Việt. Em có biết trận này không? Này có vẻ là quân hư đội Hải Phòng, có vẻ như là máy đứng đây bạn nhé. Có vẻ như Hải Phòng nhập cuộc tốt. Ô kìa, anh kiểu gì anh? Anh kiểu nam nữ luôn à? Ôi thằng người và thủ luôn. Tôi nói rằng cặp đôi của mình như đang tỏ ra là tin cơ hẳn luôn. Đánh không cầu đây nhưng mà ngồi xuống cũng chạm người và thủ. Rất hay. Bật cầu tốt thật. Vâng, như vậy thì cái đầu tiên đã chúng ta đã thuộc về trận đấu bảo vệ của Hồ Chí Minh.